Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 56, xét nét. Lâm Di kinh ngạc nhìn ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu. Tỷ tỷ chưa từng nghe nói tới lưu dân sao? Đó đều là dân thường vì quê hương gặp nạn nên mới phải chuyển đến nơi khác. Ở Phúc Ninh, Cả nhà bọn ta luôn ở cùng gia quyến của các quan lại khác, chỉ nghe phụ thân nói qua về chuyện nạn dân thôi. Các vị tỷ tỷ từng gặp nhưng ta thì không, nên chắc chỉ có thể ngồi nghe các tỷ tỷ nói chuyện. Miệng lưỡi sắc bén đấy, ngũ tiểu thư ninh bình hầu cười khẩy, e rằng bọn ta có nói, người cũng nghe không hiểu. Các tiểu thư trong phòng đều bật cười. Tỷ tỷ nói đúng, lầm gì cũng cầm khăn che miệng cười ta vẫn nên sang phòng bên cạnh nghe giảng về cách ngồi thiền vậy. Bình thường đâu dễ gì có dịp được nghe các vị phu nhân nói tới chuyện này. Đâu phải ai cũng muốn nịnh nọt ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu, nàng còn đang lo không tìm được cớ chuồn đây. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu hiếm khi bị lạnh nhạt như vậy, lập tức kinh ngạc. Lầm gì nói đi là đi, Linh Lung vừa hay đứng trước cửa phòng liền đưa tay đẩy cửa phòng ra. Cửa vừa mở, gian phòng vốn đang náo nhiệt lập tức im bặt ta quấy nhiễu mọi người trò chuyện rồi sao? Một vị phu nhân mặt trái xoan, người vật áo gấm tứ xuyên màu tím hồng thiêu chỉ vàng, trên đầu cải trang sức ngọc hình quan âm cưỡi đóa sen vàng, châm bươm bướm vườn hoa, hầu bao mô phỏng hình ngụ cốc phong đang đeo bên hông được đính đông châu và tua rua vàng buông rũ, sau lưng có ba nha đầu và hai bà tử theo hầu. Chỉ tôn thất tức thân thích hoàng gia mới có thể dùng đông châu hầu bao hình dạng ngũ cốc phong đăng là mô phỏng theo khăn tay gài bên hông lễ phục. Quốc họ của triều đại Chu là Chu, đây chẳng phải là vị công chúa đã gả ra ngoài Chu phu nhân đấy sao? Lâm Di vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, khuỵu xuống bái kiến. Các tiểu thư khác trong phòng cũng rối rít đứng lên hành lễ. Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu đi tới gạt Lâm Di sang một bên, nũng nịu nói: "Thì ra là phu nhân, vừa nãy nghe nói phu nhân đang ở tiền viện nghe Trần Nhị phu nhân rằng kinh cơ mà. Vị phu nhân nọ cười bảo, mấy ngày nay không được khỏe lắm, không tiện ngồi lâu một chỗ nên ta mới ra ngoài dạo một vòng. Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu kéo Chu phu nhân sang một bên ngồi, làm gì cũng không tiện đi ra bây giờ, nên chỉ có thể đứng nghe Chu phu nhân và Ngũ tiểu thư Ninh Bình cùng nói chuyện phiếm. Cô bé này là tiểu thư nhà nào vậy? Chu phu nhân rời mắt sang, tất cả liền quay đầu nhìn Lâm Di. Lâm Di hơi ngạc nhiên, không ngờ Chu phu nhân sẽ chú ý tới nàng trong một phòng đầy ắp tiểu thư thế này. Nàng chưa kịp đáp lời, Lâm Phương đã tranh trước, "Phu nhân, đó là lục muội muội của con, theo tam thúc phụ cháu vào kinh báo cáo à?" Lâm Phương nói hết cả rồi, Lâm Di chỉ còn biết gật đầu hành lễ, bái kiến phu nhân. Chu phu nhân cười hiền từ, "Đứa bé ngoan, ngũ tiểu thư ninh bình hầu hơi sốt ruột ngượng ngùng hỏi hôm nay phu nhân tới đây là đi chu phu nhân cười nói sắp đến ngày sinh của bồ tát triệt nhi thắp tùng ta tới đóng góp tiền nhang đèn cho chùa nghe thấy hai chữ triệt nhi mặt ngũ tiểu thư ninh bình liền ửng hồng trong mắt lâm phương cũng tràn đầy ao ước bấy giờ tiểu sa di bỗng tiến vào báo bên tháp lâm đã vãn người phu nhân và chư vị tiểu thư có thể qua đó rồi ngũ tiểu thư ninh bình hầu nghe vậy liền sáng mắt lên thân thiết đỡ chu phu nhân đứng dậy để con dìu phu nhân qua đấy chu phu nhân vỗ vỗ tay ngũ tiểu thư ninh bình hầu ừ chu phu nhân dẫn ngũ tiểu thư ninh bình hầu ra cửa một đám oanh yến lập tức theo sau đợi tất cả dần đi khỏi lâm di mới ngồi xuống ghế bảo linh lung rót cho ta chén trà linh lung vừa châm trà vừa nói không biết vị phu nhân vừa rồi là ai Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu đối với vị chu phu nhân kia chu đáo như vậy, con cẩn thận hỏi thăm tới đứa con trai bà ấy hẳn là mẫu thân của Khang Quận vương, vị phu nhân kia là Tôn Thất, đương nhiên tất cả đều muốn vây quanh nói chuyện với bà ấy. Thân thích hoàng gia ư, Linh Lung và Quất Hồng mở to hai mắt, sau khi đến kinh thành đúng là nhìn thấy không ít quý nhân. Linh Lung bình phẩm, vị phu nhân đó nhìn hiền từ ghê, không có tí kiêu ngạo nào cả nhìn hiền từ không hẳn là dễ sống chung, nếu như ai cũng hở chút lờ dương nanh múa vuốt giống Lâm Phương và ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu thì thật sự không cần tốn quá nhiều công sức đề phòng, ngược lại dạng hiền từ ôn hòa kiều nhị thái thái điền thị này mới khiến người ta phải cẩn thận dè chừng. Tính ra, Lâm Huyền giống con gái của điền thị hơn. Không phải nàng cẩn thận quá mức. Nhưng vị tiểu thư hiền lương nhà họ trần trong miệng lâm chính thanh kiếp trước quả thật chẳng hề giống lâm phương chút nào. Lâm Di uống hết chén trà rồi nhanh chóng trở lại tìm lão Thái thái nhánh cả và Tiêu thị. Bấy giờ một tiểu nha hoàn mặc váy xanh thắt đai lưng hồng đi tới hành lễ với Lâm Di, sau đó nâng một hộp gỗ lim chạm trổ hình hoa lan cao qua vai, "Thưa, đây là lễ vật phu nhân nhà chúng tôi tặng cho Trần Lục tiểu thư." Tiểu nha hoàn này chính là một trong những người hầu bên cạnh Chu phu nhân. Lâm Di mở hộp ra, bên trong là một chuỗi vòng tay Phật châu bằng ngọc lục bảo từ trước đến nay, trước khi xuất hành nữ quyến ở kinh đô luôn mang theo đủ quà tặng phòng có dịp cần. lão thái thái nhánh cả và tiêu thị hôm nay cũng mang theo ít phật châu đeo tay đặt trong hộp gỗ thơm, chỉ là không quý giá như của chu phu nhân. đồ trưởng bối ban thưởng, nàng không thể không nhận. đành nhận lấy rồi mỏ ý muốn đi cảm ơn. hiện giờ phu nhân đang ở đâu? tiểu nha hoàn thưa, vẫn còn ở tháp lâm à? tháp lâm cách phòng nghỉ chỉ một khoảng ngắn. Lâm Di cười nói, xin phiền tỷ tỷ dẫn đường. Chu phu nhân đang bị ngũ tiểu thư ninh bình hầu không ngừng chọc cười, chờ mấy ngày nữa khỏe hơn một chút, ta sẽ tổ chức tiệc mời mấy đứa tới. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu liền vỗ tay, từ lâu đã nghe nói hoa hồng phu nhân chồng đẹp nhất kinh thành, tới lúc đó con nhất định sẽ xin phu nhân mấy nhánh. Được, được, cho cháu hết, thích bao nhiêu cứ nhổ bấy nhiêu mặt ngũ tiểu thư ninh bình hầu tràn đầy ý cười, chỉ sợ tới lúc đó phu nhân lại không nỡ cho. Lâm di nhân dịp này tiến lên tạ lễ. chu phu nhân cười bảo, cũng không có gì khác tặng cháu, còn phiền cháu tới cảm ơn nữa. Lâm di nói ngay, đồ phu nhân tặng thật sự rất tốt à. chu phu nhân dịu dàng nhìn Lâm di, lần trước ở chỗ của hội hòa quận chúa có nhìn thấy cái quạt cháu thiêu vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Lâm Di khiêm tốn đáp, chỉ là một món đồ thiêu bình thường thôi ạ, à, khiến phu nhân chê cười rồi. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà Chu phu nhân nói câu nào cũng đầy ý thăm dò. Vừa rồi trong phòng có thể đưa quà luôn, vì sao nhất định phải đi rồi mới cho người trở lại tặng. Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu vẫn cười đùa với Chu phu nhân. Lâm Di thu hồi vẻ lười nhác lúc nãy, trở nên cẩn thận hơn. Không bao lâu sau, một hạ nhân ăn mặc giống nha hoàn bên cạnh chu phu nhân vào truyền lời quận vương ra báo là sẽ không tới à xung quanh đều là ánh mắt thất vọng nhất là ngũ tiểu thư ninh bình hầu nàng ta cắn chặt môi ánh mắt đầy vẻ u oán chu phu nhân chỉ lơ đãng nói cho qua thằng bé này hễ bận rộn là quên hết tất cả chương 57, thân thích hoàng gia chu phu nhân muốn trở về nghe sư trụ trì giảng phật pháp các tiểu thư liền dạo quanh tháp lâm và hồ sen phía sau. Trong hồ sen còn trồng cá hoa súng tím. Lâm Phương nhớ đến lúc cùng Điền thị đi dạo ven hồ sen mùa hè năm ngoái. Chỉ ở chùa Thanh Hoa mới có cảnh này, gần đây có một gốc cổ thủ, ai cũng tới đó buộc lấy lên cành cây cầu phúc. Nói tới đây nàng ta quay đầu nhìn Lâm Di, lục muội muội cũng buộc một giây mà đúng không? Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu nói với vẻ cười nhạo, lục tiểu thư cũng hiểu mấy chuyện này sao? Cầu gì thế, cho nhà được bình an hay cầu duyên? Ta không có nhiều điều để cầu như tỷ tỷ. Lâm Di nhìn quanh bốn phía, thấy tứ tỷ buộc, ta cũng học theo buộc một giây thôi. Đối phương vĩnh viễn luôn giữ dáng vẻ không thèm để ý, có đâm một châm cũng chẳng ra tí máu nào. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu bực bội lôi kéo Lâm Phương đòi đi ngắm hoa sen lầm gì không nhịn được cười khẽ hôm nay ngũ tiểu thư ninh bình hầu đến đây chắc chắn là vì muốn gặp khang quận vương rồi nàng ta hẳn đã biết được tính toán của ninh bình hầu cho nên mới muốn nhìn thử mặt của khang quận vương một lần nếu đối phương non tuấn tú lịch sự nàng ta nhất định sẽ nặng nặc giữ nguyên hôn ước còn nếu là một khuôn mặt xấu xí thì lập tức theo ý cha mẹ từ chối ngay Lâm gì cũng nhìn thoáng qua Lâm Phương vẫn còn kích động vì được Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu lôi kéo đi ngắm hoa sen. Điền thị đã nghe được cái gì mới sắp xếp cho Lâm Phương tiếp cận Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu hẳn chính là chuyện liên quan đến hôn ước giữa Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu và Khang quận vương. Dựa vào cái gì mà Điền thị cho rằng Khang quận vương không muốn Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu thì sẽ vừa ý Trần gia nhỉ? Tứ tỷ tỷ, cẩn thận chỗ trơn nhé, đừng để ngã nữa ở trong nhà chúng ta thì sao cũng được, nhưng đây là chùa Thanh Hoa, xung quanh có không biết bao nhiêu là người đấy. Lâm Di tốt bụng nhắc nhở, cũng là để hạ nhân Trần Gia nghe được. Nếu nàng không ngăn cản, ngộ nhỡ Lâm Phương xảy ra chuyện, trưởng bối Trần Gia sẽ trách nàng tội thở ơ. Mội, Lâm Phương tức giận nhíu mày. Chưa kể bây giờ đâu phải là mùa sen súng nở, tứ tỷ qua đó nhất định sẽ thất vọng. Lâm Di hỏi tiểu sa Di đứng cạnh đó, Chỗ hồ sen đã vắng bớt người chưa? Nữ quyến có thể đến đấy chứ. Tiểu Sa Di là người xuất gia, không nói lời dối trá, chỉ có người nhà của các vị thí chủ canh phòng xung quanh thôi, tiểu tự cũng chưa từng tới đó dọn dẹp. Tứ tỷ nghe thấy không? Lâm Di tỏ ra sợ hãi, tỷ tỷ mà có chuyện, trở về sẽ bị phạt đấy. Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu cười lạnh, bên cạnh nhiều nha hoàn bà tử như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì hay sao? đúng là đồ sống ở vùng quê chưa từng thấy chuyện lớn thấy lâm phương không nói lời nào ngũ tiểu thư ninh bình hầu liền hất tay nàng ta ra trở về với lục muội muội của ngươi đi ngũ tiểu thư ninh bình hầu hùng hổ đi về phía trước lâm phương giữ giản trợn mắt với lâm di rồi lập tức đuổi theo nên làm gì nàng đều làm cả rồi cũng không thể cứng rắn lôi lâm phương về dựa vào sức lực của nàng muốn lôi cũng lôi không nổi Thấy ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu và Lâm Phương đi càng lúc càng xa, Lâm Di chắp tay nói với tiểu Sa Di, phiền tiểu sư phó dẫn chúng tôi trở về phòng nghỉ. Đường trong chùa chín quẹo mười rẽ, đi được nửa đường thì loáng thoáng có thể nhìn thấy gốc cổ thụ từng được nàng buộc dây đỏ lên cành trước đây. Kiếp trước hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi nhắm mắt buông tay chính là tàn cây hoa rụng lả tà. Khi đó nàng chỉ cầu cả đời bình an vui vẻ nhưng ai bảo cuộc sống như vậy không cần suy tính tới lui chứ Lâm Di thuận lợi trở lại phòng nghỉ lão thái thái chi trưởng nghe rằng kinh xong đang đứng trong sân trò chuyện với các nữ quyến nhìn thấy Lâm Di quay lại bà liền gọi nàng tới giới thiệu cho nàng nhận biết rất nhiều vị phu nhân trong kinh Tiêu Thị cũng từ quan âm điện cầu quẻ xăm trở lại chùa Thanh Hoa được xây từ tiền triều được vị hoàng tử tiền triều đến đây tu tâm dưỡng tính gặp gỡ tiểu thư nhà tể tướng đương triều tới thắp hương bái Phật cầu mẫu thân an khang. Vị hoàng tử nọ tán thưởng lòng hiếu thảo của tiểu thư nhà tể tướng. Cứ vậy mà đem lòng thích nàng, hoàng tử hồi cũng liền cầu xin hoàng đế tứ hôn, hoàng đế nghe xong cũng lập tức thành toàn cho hai người. Sau khi tiểu thư tể tướng gả cho hoàng tử cũng chính là một con người dâu hiếu thuận lão hoàng đế lúc tuổi già bệnh cũ quấn thân cũng được đứa con dâu cực kỳ tốt này hiếu kính bên giường trong lòng lão hoàng đế càng lúc càng thiên vị đôi phu thê này trước khi lâm trung thì đổi người kế vị lập vị hoàng tử hiếu thảo nọ làm thái tử sau khi lão hoàng đế qua đời vị hoàng tử hiếu thuận trải qua một phen gió tanh mưa máu cuối cùng cũng đăng cơ đây chính là chuyện xưa của trung tâm hoàng đế tiền triều khi trung tông hoàng đế còn tại vị Ông đã cho người tu sửa chùa Thanh Hoa hơn trăm lần. Sau khi hoàng hậu về trời, trung tông lại cho xây Kính Hiếu Đài trước chùa để cúng tế tiên hoàng hậu. Nghe nơi này từng xảy ra đoạn nhân duyên có một không hai như vậy, còn là bắt nguồn của một màn thay đổi chính quyền lẫy lừng, lại trải qua hơn trăm lần tu sửa thành vô cùng nguy nga. Nữ quyến trong kinh đều cam tâm rót bạc cho chùa, tiểu thư các nhà càng muôn được vô tình gặp gỡ lang quân như ý giống đời trước. Bạch ma ma chỉ vào đại điện trước mặt, nói, lúc ngôi điện kia được lên kế hoạch xây dựng, nhà chúng ta góp 500 lượng bạc đấy. Thảo nào khi lão thái thái chi trưởng tới dân hương, tăng lữ trong chùa chăm chút nhà họ vô cùng cẩn thận. Nói một hồi vẫn chưa thấy Lâm Phương về, Lâm Di liền kể lại chuyện Lâm Phương đi hồ sen chơi cho trưởng bối biết. Lão thái thái chi trưởng nhíu mày, đúng là không biết hối cải, với tính tình kiểu đó, cho dù bây giờ không sao thì sau này cũng sẽ gây chuyện ở nhà chồng thôi. Lão Thầy thái, thái Thái mới nói dứt câu, liền thấy có một vị sư chuyên tiếp khách vội vàng chạy tới báo, phía Tháp Lâm xảy ra ít chuyện, xin các vị phu nhân tiểu thư đừng đi sang đó. Các nữ quyến đưa mắt nhìn nhau. Đến khi Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu và Lâm Phương cùng mấy nữ quyến đòi đi ngắm hoa sen mặt tái mét chạy trở về, mọi người mới mơ hồ biết được đã xảy ra chuyện gì phía khách nam có kẻ mang rượu lên núi, không biết có phải vì uống quá chén hay không mà một vị tôn thất nhàn tàn xảy ra xích mích với tam gia nhà họ nhan rồi dẫn tới đánh nhau. Bạch ma nói, nghe nói hai bên đã không vừa mắt nhau từ lâu, rằng co sang tới chỗ tháp lâm. Ban đầu khang quận vương còn đứng ra ngăn, về sau ngày ấy cũng mặc kệ, hai người kia càng đánh dữ hơn. Vị tôn thất kia còn động đao, cả hai đều bị xây xác ngoại thần động thủ với tôn thất làm lớn chuyện cũng chỉ ngoại thần chịu thiệt tiêu thị thở phào may mà lâm di quay về sớm bằng không cũng bị giật mình rồi nhìn tình hình thì đúng là nàng vừa trở về liền bùng phát tính ra còn phải cảm ơn khang quận vương không có anh ta cản trở nàng cũng bị cuốn vào đó rồi nói tới người thẳng thắn tâm địa tốt ai có thể vượt được tiêu thị chứ lão thái thái chi trưởng nói cũng may mấy đứa cháu nhà chúng ta không có chuyện gì nói rồi bà lệnh cho bạch ma ma bảo hạ nhân chuẩn bị xe chúng ta trở về sớm thôi trong chùa đổ máu chẳng ai còn tâm trạng ngắm cảnh nữa chung nữ quyến đều thấy mất hứng ít nhiều hiếm khi có dịp ra khỏi nhà mà lại gặp phải loại chuyện này trên đường trở về mọi người đều âm thầm bàn tán về vị thiếu gia ăn chơi và vị tôn thất nhàn tản kia thời gian lập quốc càng dài số tôn thất nhàn tản càng nhiều ngoài các vương gia được thái tổ phong tước vương cha truyền con nối số còn lại đều phải hạ tước khi truyền lại cho người thừa kế trải qua ba đời thành tổ cao tông và đời hiện giờ các tôn thất không được thưởng tước và đời sau của các tướng quân thừa ân phụng lệnh giao lại tước vị đều được gọi là tôn thất nhan tàn lầm gì nghe lão thái thái nói mới biết thì ra chuyện thu hồi tước vị không chỉ xảy ra với nhà bọn họ cả với tôn thất cũng rất thường diễn ra đời trước của Khang Quận Vương bởi vì lăng nhục đại thần trên chiều mới bị thu hồi tước vị. Bây giờ hoàng đế muốn đặc xá cho mấy dòng họ phạm lỗi nhỏ, vì vậy chọn một nhánh trong gia tộc của Khang Quận Vương hạ lệnh phục tước cho họ. Lão Thái Thái chi trưởng nói tiếp, tước vị của tôn thất có được rất dễ dàng, không như thế ra chúng ta phải dựa vào quân công. Đại ý là bà chướng mắt tước vị của đám tôn thất. Lâm Di kể hôm nay hình như cháu gái gặp được mẫu thân của khang quận vương tất cả mọi người đều gọi bà ấy là chu phu nhân nói rồi nàng đưa quả chu phu nhân tặng ra cho lão thái thái chi trưởng xem lão thái thái chi trưởng khẽ gật đầu đó là thẩm nương của khang quận vương khang quận vương là được thúc thúc và thẩm nương nuôi lớn thảo nào chu phu nhân không đeo mọc bội chính thức mà chỉ đeo hầu bao màu sắc tương tự thì ra là tôn thất không có tước hiệu Lão thái thái chi trưởng nhìn thấy Phật Châu xanh biếc trong hộp gỗ lim thì hơi giật mình. Nhà bọn họ và gia đình Khang quận vương không qua lại, Chu phu nhân đưa Lâm Di lễ vật như vậy có phần quá long trọng rồi. Chẳng lẽ là vì Trịnh gia? Huệ Hòa quận chúa và Khang quận vương rất thân với nhau. "Lục Nha đầu, cháu từng nghe Trịnh thất tiểu thư nhắc tới Khang quận vương sao?" Lão thái thái chi trưởng nhỏ giọng hỏi. Lâm Di lắc đầu, "Không có ạ." À? vậy thì lạ thật lão thái thái chi trưởng đành nói có lẽ trịnh thất tiểu thư từng nhắc tới cháu ở trước mặt chu phu nhân nhưng chu phu nhân lại nói tới cái quạt nàng tặng cho huệ hòa quận chúa chẳng qua nghĩ tới ba chữ khang quận vương lòng lâm di liền sinh ra bài xích thế là cố ý chuyển đề tài nếu thật sự muốn lôi kéo quan hệ nàng đã nói với chu phu nhân là có thể theo thêm một cái quạt nữa tặng bà bá tổ mẫu Lâm Di tựa sát vào người lão thái thái chi trường, có thăm dò được tin tức hữu dụng không ạ? À? Lão thái thái chi trường mỉm cười, sinh nhật của thái hậu sắp tới rồi, các mệnh phụ sẽ tiến cung chúc thọ thái hậu. Lão thái thái nói đến đây thì cố ý dừng lại để Lâm Di tự mình suy ngẫm. Con bé cũng nên biết phụ nữ trong nhà đụng tới chính sự phải nên xử lý thế nào. Lâm Di im lặng ngẫm nghĩ, trong mắt bỗng sáng lên, nàng hiểu vì sao lão thái thái chi trưởng lại không cho cha mở thư ra rồi bá tổ mẫu muốn đưa thư cho thái hậu nương nương ư phòng thư này mà lộ diện trên chiều ánh mắt của văn võ bá Hắc quan đều lập tức tập trung vào nó cha là người dâng thư cũng sẽ bị đưa lên đầu ngọn sóng kết quả chỉ có thể theo hai hướng một là cha xét thành quốc công hai là dáng phụ thân tội vô cáo đại công thần thành quốc công nhiều vây cánh kẻ thua 8 trên 10 sẽ là cha cháu. Cho dù Hoàng thượng thật sự tin thành quốc công thông đồng với địch bán nước thì cũng phải bận tâm đại cục, không thì lập tức xử lý ông ta rồi dẫn tới nội loạn. Dẫu sao thông đồng với địch bán nước cũng là trọng tội. Chưa biết thành quốc công sẽ còn tạo ra chuyện gì khác để bảo toàn tính mạng. Nhưng âm thầm đưa tin cho Hoàng Thái Hậu thì lại khác. Không có áp lực từ thế cục và quần thần, cha cũng chưa hề mở thư ra xem hoàng thượng không thể cần nhắn nhủ với bất kỳ ai để bảo mật chuyện này. Lão Thái thái nhánh cả mừng rỡ nhìn Lâm Di, cho dù không thể xử lý thành quốc công bây giờ vì phải giữ vững thế cục. Hoàng thượng cũng sẽ có suy tính riêng của mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 58, Biện Pháp. Lâm Di đã hiểu hoàn toàn, bức thư này là do ngô đại nhân cha ra được. Hoàng thượng không tin cũng không thể bắt tội cha như vậy trần gia và cha sẽ được bảo vệ lão thái thái chi trưởng mỉm cười nếu nhà chúng ta vẫn còn tước vị ta có thể trực tiếp tiến cung diện kiến thái hậu nhưng bây giờ chúng ta phải tìm một người đáng tin mang thư vào cung lâm di nhích lại gần lão thái thái nhánh cả tổ mẫu tìm được người thích hợp rồi sao lão thái thái chi trưởng cười đáp muốn nói có thì đó chính là nhà mẹ đẻ của thái hậu thái hậu sẽ không nghi kỵ người nhà mình chúng ta cũng không cần lo lắng lâm di nhẹ gật đầu giờ phải xem bên nhà mẹ thái hậu có chịu đưa thư dùng họ hay không lão thái thái chi trưởng nói tiếp lúc ta còn trẻ từng đến châu gia làm khách mấy năm qua cuối năm nào cũng đưa sang đấy một phần lễ cũng không tính là hoàn toàn không có qua lại nhưng nếu thật sự cần sang đó thì còn phải gọi cả bà già nhà họ trịnh kia nhắc đến lão phu nhân trịnh gia trong mắt lão thái thái nhánh cả lóe lên ý cười Lâm Di nghĩ đi nghĩ lại rồi quả quyết nói, còn một việc muốn xin bá tổ mẫu hỗ trợ. Lão Thái Thái chi trưởng cười hỏi, có chuyện gì làm khó cháu à? Đúng ra phải là tiêu thị đích thân lên tiếng về chuyện này, Lâm Di hơi cúi đầu, đến nay mẹ vẫn không thể sinh đệ đệ muội muội cho cha cháu. Đi xem lang trung khắp Phúc Ninh cũng không có tiến triển gì bá tổ mẫu có thể cho người tìm một lang trung giỏi xem bệnh cho phụ nhân trong kinh đến trần trị cho mẹ không? thật hiếm thấy một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà phải lo toan nhiều chuyện như vậy. Lão thái thái chi trưởng đưa tay vỗ vỗ vai Lâm Di, nhà chúng ta có quen biết một vị nữ lang trung, hôm nào đó ta sẽ cho người đi mời. Nói rồi bà thở dài, trước đây cha cháu quyết định chuyển đến Phúc Ninh là đúng, bằng không người mẹ kia của cháu ở lại trong kinh chắc đã bị người ta chèn ép không còn hình người từ lâu rồi. Chu phu nhân lên cỗ xe ngựa được phủ sơn đen bóng, bên ngoài cỗ xe non bình thường song bên trong lại được chạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo. Chu phu nhân ngồi xuống, thân ma ma bên cạnh lập tức chèn gối nệm vào sau thắt lưng bà ta. Hồi lâu sau Chu phu nhân mới lên tiếng hỏi, vừa nãy đúng là Trần Lục tiểu thư chứ? Thân ma ma khẽ lắc đầu, nô tỳ nhìn không giống, nếu là Trần Lục tiểu thư thì nên tìm cách thân cận với phu nhân mới đúng. Chẳng thể nào lại tránh né trong khi phu nhân đã tạo điều kiện như vậy. Chu phu nhân nhướng mày, ngươi cũng nhìn ra được con bé ấy tránh né, chứ không phải không hiểu ý ta. Thân ma ma cụp mắt nhìn xuống, nếu chẳng phải nghe thấy mấy câu Trần Lục tiểu thư phản bác lại với ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu, nô tỳ cũng không dám khẳng định. Chỉ người có tâm tư cực kỳ nhạy bén mới có thể nói ra những lời kia. Chu phu nhân thở phào, không phải thì tốt rồi, ta thà để thằng đó cưới ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu còn hơn. Nhưng quận vương gia đã nói thế tức là không muốn mối này nữa rồi. Chu phu nhân cười mỉa, ngũ tiểu thư ninh bình hầu còn muốn gặp thằng đó một lần. Tưởng ta không biết thằng đó cố ý không để ngũ tiểu thư nhìn thấy mình để cự hôn dễ dàng hơn sao? Thần ma ma thở dài, bây giờ cũng không còn cách nào khác, thật sự không ngờ tước vị lại rơi xuống đầu tứ gia, ổn công phu nhân vất vả nhiều năm như vậy. Chu phu nhân cười khẩy, Ngươi cho rằng quan viên ở tông nhân phủ đều là bọn ăn không ngồi rồi à? Chuyện liên quan tới huyết thống, đương nhiên bọn họ sẽ điều tra rõ ràng. Nói tới đây, ánh mắt bà ta khẽ lóe lên, cố chịu một thời gian, ngày nào đó ta sẽ có thể ngừng đầu đòi lại tất cả. Bây giờ cưới vợ cho thằng đó là chuyện quan trọng nhất, đừng để người khác dèm pha vị thẩm nương này đối xử lạnh nhạt với cháu. Trần Doãn Viễn nghe xong kế hoạch của lão thái thái chi trường, Tuy hùng tâm của đại trưởng phu bị hắt nước lạnh nguội hết một nửa, nhưng ông cũng không có biện pháp nào tốt hơn, đành giao thư lại cho bà. Lão thái thái chi trưởng cầm lấy phong thư, hỏi, Ngô đại nhân có cho cậu biết nội dung bên trong là gì không? Trần Doãn viễn đáp là thư qua lại giữa thành quốc công và hải tặc, kèm cả danh sách của cài hải tặc hối lộ cho thành quốc công. Bây giờ số đồ này đa phần đều đang ở trong phủ thành quốc công nguyện vọng lớn nhất của trần doãn viễn là dẫn binh đến phủ thành quốc công lôi những món đồ này ra lão thái thái chi trường trịnh trọng đặt thư vào trong chiếc hộp bên người ngô đại nhân hẳn khó khăn lắm mới tìm được chứng cứ như vậy trần doãn viễn thở dài quan văn tử trên chính trường quan võ tử trên chiến trường mà ngô đại nhân coi như chết cũng mãn nguyện tạm thời nói xong chính sự lão thái thái chi trường truyền đề tài đến tiểu tiêu thị bảo nó ngày mai đến đây ta có mời một lão ngự y về hưu đến xem cho nó trần doãn viễn cười đáp vâng rồi hỏi lâm di có khỏe không có làm phiền lão thái thái chi trưởng không lão thái thái chi trưởng cười nói không có lục nha đầu thời gian qua chắc ta đã buồn chết đi được vậy cứ để con bé tiếp tục bầu bạn với người đi à trên mặt lão thái thái chi trưởng đong đầy ý cười bà khẽ nhấp ngụm trà bỗng nhớ tới một chuyện nghe nói nhị thái thái điền thị có thai trần doãn viễn không nghe nói đến chuyện này nên khá ngạc nhiên cậu phải khuyên nhủ tiểu tiêu thị nhiều hơn nó còn trẻ vẫn còn nhiều cơ hội tiểu tiêu thị nhìn thấy người khác mang thai chắc chắn không thoải mái phụ nữ tính tình có hiền lành đến đâu cũng không chịu được loại chuyện này trần doãn viễn khẽ gật đầu lão thái thái yên tâm con biết bà ấy luôn rất khó chịu trong lòng tiểu tiêu thị không sinh được đứa con nào người ngoài đều khuyên ông nạp thiếp nhưng ông chưa bao giờ có ý định này tiểu tiêu thị cũng khổ vừa gả cho ông xong liền phải đến phúc ninh chưa từng học cách quản lý chuyện nhà mà đột nhiên phải tự quản ra mỗi lần từ nha môn trở về nhìn thấy dáng vẻ luống cuống muôn khóc của tiểu tiêu thị ông chỉ có thể khuyên từ từ rồi sẽ ổn mà cùng ông ở phúc ninh chịu đủ khổ sở mà bà vẫn nuôi nấng hai đứa trẻ khôn lớn như vậy cho dù cả đời thật sự không thể sinh được đứa con nào, ông cũng sẽ không trách bà. Trần Doãn Viễn trở về phủ chi thứ hai, Lâm Di Tháp Tùng lão thái thái chi trưởng đi nghỉ. Ngày mai viết thư gửi cho trịnh gia, ngày kế ta đến thăm trịnh lão phu nhân. Thư của lão thái thái chi trưởng vừa đưa tới trịnh gia, thư của trịnh thất tiểu thư liền theo trở về. Lâm Di mở ra xem, trịnh thất tiểu thư mời cả Lâm Nguyền tới chơi. Lâm Uyển nhận được tin thì vừa mừng vừa sợ, tới hỏi Lâm Di nên mặc váy áo gì cho đẹp, nghe thấy Lâm Di nói muốn mặc màu vàng nhạt, liền chọn màu xanh nhạt để tránh đối chọi màu sắc với muội muội. Đông Hòa bên cạnh xen vào, "Đây là lần đầu tiên tiểu thư nhà chúng tôi nhận được thư mời đấy." Thảo nào Lâm Uyển trông như suýt nhảy cẫng lên thế này, có điều được mời tới Trịnh gia đúng là thành quả cho cố gắng của Lâm Uyển. Sau khi Lâm Uyển ra về, Lâm Di bảo với Linh Lung, sau khi đến trịnh gia, hai người hãy trông chừng tam tiểu thư, nếu đồng hòa tới lân la hỏi thăm. Quất hồng chen miệng nói, tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ chẳng biết gì cả. Lâm Di nhẹ gật đầu, khoảng thời gian này Linh Lung và Quất hồng đúng là thận trọng hơn nhiều. Ai ngờ Lâm Di phòng tới phòng lui, lại không phòng tới việc trịnh thất tiểu thư sẽ lắm mồm. Trịnh thất tiểu thư vừa theo trịnh lão phu nhân cầm mất hoa quả ra khỏi phòng trong liền rưng rưng nước mắt chạy tới lôi kéo lâm di. Ta nghe trần lão thái thái nói tỷ sắp phải về phúc ninh là thật sao? Hoa chuẩn bị được cắm vào bình trong tay lâm huyền ở cạnh đó chợt rơi xuống đất hết. chương 59, Nữ Hồng Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của lâm huyền, trịnh thất tiểu thư ngỡ ngàng hỏi, ra tỷ vẫn chưa nói cho tam tỷ tỷ biết lão thái thái chi trưởng vốn muốn tìm cách giúp bọn họ lưu lại trong kinh lại nói chuyện này liên quan đến sự nghiệp làm quan của cha trịnh thất tiểu thư vô tình nghe được chứ nàng sẽ không tùy tiện nói ra huống chi là nói với lâm uyển muội có nghe nhầm không lâm gì cố ý tỏ vẻ kinh ngạc sao ta chưa từng nghe bá tổ mẫu nói tới chuyện này mà có là thật đi chăng nữa thì cũng phải chờ đến khi báo cáo xong lâm uyển nghe vậy mới khẽ thở phào lục muội muội khó khăn lắm mới trở về, đâu thể nào lại đi nhanh như vậy. trịnh thất tiểu thư thân mật kéo tay lâm di, mà nếu là thật thì tỷ cũng đừng đi. phúc ninh có gì vui đâu, ở lại kinh tốt hơn biết bao nhiêu. lâm uyển cũng mỉm cười, có bạn có bè đương nhiên vẫn tốt hơn. ba người vừa nói tới đây, trịnh nhị thái thái và trịnh tam tiểu thư, trịnh ngũ tiểu thư đã dẫn hạ nhân bưng trái cây tươi tới. nhìn thấy lâm uyển cắm hoa. Trịnh nhị thái thái cười khen, trông đẹp chưa này. Vừa nói bà vừa nắm tay Lâm Nguyền, tay vừa mềm lại vừa thon dài, thảo nào khéo tay như vậy. Lâm Nguyền ngượng ngùng cúi đầu cười. Trịnh tam tiểu thư nũng nịu tựa vào người trịnh nhị thái thái. Mẫu thân vừa gặp đã khen các vị muội muội, trong khi vừa rồi còn chê ta và tứ muội, ngũ muội tay chân vụng về, không có mặt mũi ra ngoài gặp người ta đây. Trịnh Nhị Thái Thái cười tít mắt, mẹ nói sai à? trần tam tiểu thư thêu hầu bao đẹp biết bao nhiêu cả trinh nương cũng không sánh được nhắc tới trinh nương các vị tiểu thư trịnh gia đều tỏ ra khó chịu nhất là trịnh tam tiểu thư gần như là hứ khẽ một tiếng trinh nương đâu trịnh nhị thái thái hỏi hai con gái trịnh tam tiểu thư nhướng mày cô ta đi chậm vẫn còn ở đằng sau ấy không bao lâu sau lâm di liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy tơ mỏng đầu cái hai đóa mẫu đơn lớn nhỏ cầm khăn tay tha thướt đi tới. Trình nương bước vào liền đưa ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Di. Hôm nay Lâm Di cài một chiếc châm hoa bằng vàng có khảm ngọc bích to cỡ móng tay cực kỳ xinh đẹp, ngay cả hoa tai cũng có khảm ngọc bích. Trình nương biết giá cả của ngọc bích, lập tức sán tới bên cạnh trịnh nhị thái thái. Hôm trước phu nhân có đánh cho hai vị tỷ tỷ cây châm. Tổ phụ và phụ thân mất sớm, trình nương chưa bao giờ thấy vật xinh đẹp như vậy đấy. Trịnh thái thái cười nói, mấy ngày nữa ta sẽ đánh cho cháu một cây. Trình nương lập tức nở nụ cười tươi giói, ôi, thế thì thích quá. Ánh mắt nàng ta vô cùng đắc ý. Mọi người nói chuyện chưa được thêm vài câu, trình nương lại chỉ vào lâm di hỏi, tiểu thư trần gia, là trần gia nào thế? Muốn nàng trả lời thế nào đây, không phải quan to hiền quý cũng chẳng phải dòng họ tiếng tăm lừng lẫy à. Lâm Di chỉ cúi đầu cười nói, nhà chúng tôi vốn ở kinh đô lão tổ tông trong nhà là bạn khuê mật của trịnh lão phu nhân nghe tới đây trinh nương liền ngước lên nhìn trịnh nhị thái thái nói như vậy tổ mẫu cháu và trịnh lão phu nhân cũng coi như là bạn khuê mật đúng không à? nàng ta hỏi như vậy trịnh nhị thái thái còn có thể phản bác sao trịnh nhị thái thái cười khẽ đập vai trinh nương không phải thì còn là gì nữa Trịnh Tam Tiểu Thư và Trịnh Ngũ Tiểu Thư nghiến chặt răng. Trình Nương yểu điệu quay sang giải thích với Lâm Di rằng bạn khuê mật cũng có rất nhiều dạng. Nhà Trinh Nương và Trịnh Gia có hôn ước cho nên so với Trần Lão Thái Thái thì rõ ràng thân hơn. Chưa kể hôn ước này còn do đích thân Trịnh các lão định ra lúc trước. Lâm Di nhanh chóng được cho biết đầu đuôi chuyện của Trinh Nương. Tổ phụ của Trinh Nương là trí sĩ Hồi Hương, trên đường về gặp phải tặc phỉ, cả nhà không nam đinh nào sống sót chỉ còn lại hai mẹ con Trinh Nương nương nhờ người trong tộc sống qua ngày. Bây giờ Trinh Nương trưởng thành, Trịnh gia gần như quên mất hôn ước này thì Trinh Nương và mẫu thân lại tìm tới tận cửa. Trịnh Các lão tất nhiên không thể để mình bị gán danh bất nhân bất nghĩa, thế là để hai mẹ con Trinh Nương ở lại trong phủ. Đối phương sẽ chẳng đời nào để trưởng tử đích tôn do quận chúa sinh ra nhận hôn ước đó, mẹ con Trinh Nương rất rõ ràng điều này không thể đả động được tảng đá lớn là quận chúa, nàng ta liền quấn lấy trịnh nhị thái thái. Tam thiếu gia do trịnh nhị thái thái sinh năm nay 15 tuổi, vừa vặn đến tuổi thích hợp nghị thân. Thảo nào các vị tiểu thư trịnh gia nghe nhắc đến trinh nương đều biến sắc. Trịnh tam tiểu thư liếc nhìn trinh nương, muội muội không biết chứ trần lục tiểu thư cũng chỉ mới vào kinh thôi. Đều lớn lên ở bên ngoài, nhưng trần lục tiểu thư trang nhã điềm tĩnh, cử chỉ đúng mực thỏa đáng. Trình nương không thèm để bụng lời cạnh khóe của trịnh tam tiểu thư, dùng khăn tay lau khóe mắt, trần lục tiểu thư có trần lão thái thái yêu thương, thảo nào từ trong ra ngoài đều không khác gì với các tiểu thư trong kinh. Ánh mắt trịnh nhị thái thái hơi lạnh lùng, nếu chỉ đơn giản là lòng tham thì cũng chẳng có gì để sợ, đáng sợ là vừa tham vừa tính toán cơ. Hai mẹ con trinh nương chính là hạng như vậy, nếu trước đó biết được thì cho dù phải khóc giống lên bà cũng nên ngăn không để mẹ con trinh nương vào trịnh gia làm tiền trịnh nhị thái thái nghĩ tới đây lại nhìn về phía hai vị tiểu thư trần gia trần lục tiểu thư không những xinh đẹp mà còn gan dạ thông minh bằng vào chuyện con bé dám xông vào ngọn lửa cứu trần lão thái thái liền biết tương lai cô bé này không hề tệ chỉ là nàng dâu quá thông minh xinh đẹp sẽ chẳng dễ nắm trong tay nếu hứa gả cho đồng nhi về sau không chừng may cả người làm mẹ là bà con trai cũng không nghe luôn. Trịnh nhị thái thái lại nhìn về phía Trần Tam Tiểu Thư. Trần Tam Tiểu Thư cùng tuổi với Đồng Nhi, tính tuổi thì hơi lớn, nhưng tính tình con bé này dịu dàng, không đọc quá nhiều sách, lại cực kỳ giỏi theo thùa, là kiểu biết nghe lời trưởng bối. Trịnh nhị thái thái cười đẩy trịnh Tam Tiểu Thư, chẳng phải con muốn lĩnh giáo Trần Tam Tiểu Thư về kỹ năng theo thùa sao? Trịnh Tam Tiểu Thư cúi đầu cười nói, Trần Tam Tiểu Thư chỉ mới ngồi xuống thôi, còn đâu thể chưa gì đã nhắc tới chuyện này. Trịnh Nhị Thái Thái cười chiêu con gái, cũng còn biết xấu hổ cơ đấy. Dứt lời bà đứng dậy, mấy đứa ngoan ngoãn ở đây chơi, ta đi xem hạ nhân chuẩn bị yến hội tới đâu rồi. Tất cả liền đứng dậy, đưa tiễn Trịnh Nhị Thái Thái. Mẫu thân đi rồi, Trịnh Ngũ Tiểu Thư cũng lớn gan hơn, chạy tới ngồi xuống cạnh Lâm Huyền, Trần tỷ tỷ khổ rồi, bị tỷ tỷ ta nhắm chúng, về sau sẽ vất vả cho mà xem. Trịnh Tam tiểu thư thẹn thùng liếc muội muội, nói bậy cái gì đó, coi chừng ta sẽ miệng muội bây giờ. Lâm Uyển ngồi cạnh dịu dàng cười, nếu tỷ tỷ thích kỹ thuật thiêu của ta, ta nhất định sẽ tận lực dậy, dù gì ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Lâm Di vừa uống trà vừa nhìn Lâm Uyển, Lâm Uyển nhận lời nhanh như vậy, Trịnh Nhị Thái Thái nhất định sẽ rất vui về sau Lâm Huyền tất nhiên sẽ thành khách quen của trịnh gia. Ông trời không phụ người có lòng, Lâm Huyền rốt cuộc cũng đạt được mục đích. Trịnh ngũ tiểu thư dùng khăn che miệng, tỷ tỷ không cho ta càng muốn nói. Bình thường tỷ tỷ đâu thèm để mắt tới chuyện thiêu thùa, giờ thấy mình sắp phải lập gia đình, sợ sang nhà chồng mà đến vớ cũng không làm nổi nên mới cuống cuồng tìm chân Phật mà ôm, trần tam tiểu thư là chân Phật đó đấy. Lâm Huyền kinh ngạc nhìn trịnh tam tiểu thư, thì ra tỷ tỷ sắp. Nghĩ lại cũng phải, hai lần trước tới trịnh gia, trịnh tam tiểu thư đều ở trong phòng không ra ngoài. Bây giờ lại vừa ra ngoài vừa cười nhờ vả lâm uyển dạy thiêu thùa, không phải chuẩn bị gả đi thì còn gì nữa. Mà sao lần này không thấy trịnh tứ tiểu thư nhỉ? Chẳng lẽ vì để bị thương trên thuyền nên bị giam lại? Trịnh tam tiểu thư đỏ bừng mặt, chỉ vào mặt trịnh ngũ tiểu thư, nhà đầu chết tiệt kia, đúng là không đánh không được mà hai tỷ muội rượt đuổi nhau trong sân trịnh thất tiểu thư nói nhỏ bên tay lâm di lát nữa sẽ dẫn tỷ đi xem cáo trắng nhà ta nuôi mấy ngày trước nó sinh được hai con cáo con ta tặng tỷ một con nhé tuy nàng thích động vật nhỏ lông xù nhưng đó là cáo trắng do khang quận vương săn được đấy xin miễn đi lâm di cười thoái thác ta nuôi không mát tay muội giữ lại nuôi thì hơn chưa kể bọn nó có hai con làm bạn với nhau tách ra chúng sẽ buồn Trịnh thất tiểu thư tỏ vẻ thất vọng, tỷ nhìn thấy bọn chúng nhất định sẽ thích, hiếm có lắm đấy. Dinh nương ngồi cạnh đó thính tai, liền đặt chén trà trong tay xuống bàn rồi đứng dậy, vậy chúng ta cùng đi xem đi, ta chưa bao giờ nhìn thấy cáo trắng cả. Trịnh thất tiểu thư nhíu mày, muốn nổi đóa thì lại bị trịnh tam tiểu thư nhân xuống, trình nương muốn xem thì muội dẫn nàng ta đi xem đi, liếc mắt một cây cũng chả mất mát gì. Trình nương cười tươi giói, vẫn là tam tiểu thư rộng lượng nhất. Trình nương vòi vĩnh như thế, mọi người liền cùng nhau tới tiểu hoa viên xem cáo con. Nhìn chú cáo đang cảnh giác trong lồng, trình nương lập tức thất vọng, ủa, sao nói là cáo trắng. Con này lông xám đen mà, đừng bảo lấy chó thành cáo đấy. Trịnh thất tiểu thư lấy khăn che miệng cười, ngay cả điều này mà tỷ tỷ cũng không biết ư, chỉ đến mùa đông cáo trắng mới thay lông thành màu trắng như tuyết thôi. Trình nương vốn định biểu môi nói cáo trắng mà trịnh thất tiểu thư coi như bảo vật cũng chả có gì hay ho thì con cáo trong lồng bất ngờ đổi tư thế nằm, để lộ hai chú cáo con nằm bên dưới. Cáo con mặt tròn tròn, mắt long lanh, lông bông xù lập tức thu hút ánh mắt của tất cả. Lầm gì cũng không nhịn được mà nhìn chăm chú, đúng là rất xinh. Trịnh thất tiểu thư cười nói, ta biết tỷ sẽ thích nên mới muốn tặng cho tỷ lầm gì chưa kịp lên tiếng thì trinh nương đã nói chẳng phải trần lục tiểu thư bảo không cần sao vậy tặng ta đi đến mùa đông nó thay lông trắng như tuyết thì vừa hay cho ta làm cổ áo nói rồi nàng ta chỉ vào một trong hai chú cáo con ta muốn con này lại nói với hạ nhân có trách nhiệm nuôi dưỡng đám cáo nuôi cho tốt nó mà chết ta sẽ đánh ngươi sắc mặt trịnh thất tiểu thư lập tức trở nên xanh xám ai nói muốn cho ngươi chứ Trình nương kinh ngạc nhìn trịnh thất tiểu thư, trần lục tiểu thư nói không cần nên ta mới muốn, ta lấy đồ thừa của người khác cũng không được. muội đừng vô lý như vậy, dứt lời nàng ta liền dưng dưng. Các tiểu thư trịnh gia đều lĩnh hội công phu gào khóc của trinh nương và mẹ mình, mở miệng gào một cái là giọng có thể truyền đến tận cửa lớn luôn. Chính vì vậy mà trên dưới nhà họ trịnh đều không dám chọc đến mẹ con trinh nương, bằng không ẩm ý lên sẽ không hay cho thanh danh trịnh gia. Trịnh Tam Tiểu Thư vội vàng nhìn Trịnh Thất Tiểu Thư. Trịnh Thất Tiểu Thư từ khi được con cáo trắng ngày nào cũng tới thăm nó. Nếu không vì thân thiết với Lâm Di, cô nhóc cũng không nỡ tặng một con. Bây giờ Trinh Nương lại muốn lột ra chúng lấy lông làm cổ áo, Trịnh Thất Tiểu Thư tất nhiên chịu không được. Trinh Nương thấy Trịnh Thất Tiểu Thư không đồng ý, lập tức chuẩn bị gào lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 60, khéo léo trịnh thất tiểu thư đang không biết làm sao chặn miệng trinh nương lại thì chợt nghe thấy lâm di lên tiếng lâm di tươi cười kéo tay trinh nương muội muội không hiểu ý thảo nào thấy uất ức tịnh thất tiểu thư nói muốn tặng cáo con cho ta cũng đâu nói để ta đến mùa đông giết lấy lông ở trong kinh không nhân giống được cáo trắng nói không chừng là con vật được vị quan lại quyền quý nào đó phóng sinh cáo trắng là động vật vừa thông minh vừa nhạy bén bình thường rất hiếm gặp nên đừng nói gì đến chuyện bắt được chúng hôm nay chúng ta may mắn lắm mới được nhìn tận mắt thế này nàng dừng một chút ta nói không nhận là vì cáo trắng là loài thông minh có nhốt nó lại nó cũng sẽ không thuộc về mình đã vậy thì tội gì làm khổ nó chứ không bằng đợi đến hôm nào trời đẹp thả mẹ con bọn chúng trở về rừng vẫn hơn trinh nương cười khẩy đám tiểu thư trong kinh mấy người may áo đều dùng lông cáo lót cổ áo đấy thôi Bây giờ còn ở đó giả từ bi. Lâm Di mỉm cười, muội muội nói sai rồi, đó đều là từ cáo xám con người nuôi nhân giống, muội muội có thể cho người đến thôn trang mua một ít về, đến mùa đông để hạ nhân may áo ấm. Trịnh Thất tiểu thư cướp lời, ta vốn dĩ đã định thả mấy con cáo trắng này về rừng sau khi bọn cáo con cứng cáp hơn rồi, nói muốn đưa cho Trần Lục tiểu thư một con cũng chỉ là để tỷ ấy ngắm chơi vài ngày thôi. Nếu trinh tỷ tỷ thích thì dễ hơn ngày nào cố pinh có thể tới đây ngắm dẫu gì trinh tì tì cũng ở trong nhà ta trinh nương cười lạnh hất tay lâm di ra coi như mồm miệng ta không bằng mấy người nói rồi nàng ta chớp mắt nhìn trịnh thất tiểu thư cây quạt theo hình hồ ly này của thất tiểu thư trông đẹp nhỉ kết quả trịnh thất tiểu thư vẫn không tránh khỏi chuyện mất đồ đạc trinh nương cầm cây quạt đi theo trịnh tam tiểu thư trịnh ngũ tiểu thư và lâm huyền đi học thiêu Trịnh thất tiểu thư cười diễu, coi như lúc thay quần áo lỡ tay làm rớt quạt vào thùng phân đi. Lâm Di bật cười. Bên cạnh không còn ai khác, Lâm Di cùng trịnh thất tiểu thư thoải mái ngồi trong tiểu viện hóng mát, nhóm tiểu nha hoàn đi lấy trái cây và nước ô mai tới. Lâm Di vừa ăn trái cây vừa lơ đãng hỏi trịnh thất tiểu thư, tam tỷ ta đưa tặng hầu bao cho các thái thái tiểu thư trong phủ lúc nào thế? Trịnh thất tiểu thư đáp, tỷ tỷ không biết sao? mới mấy ngày trước thôi, Trần Tam tiểu thư sai hạ nhân đưa tới phủ. Cho dù nhanh tay đến mấy cũng không có khả năng một lần lấy ra nhiều đồ thiêu như vậy, xem ra Lâm Huyền đã chuẩn bị chúng từ lâu rồi, chỉ chờ thời cơ chín mùi để đưa ra thôi. Người giỏi kiên nhẫn đều có mục tiêu rất cao, hôn nhân với trịnh gia có thể thỏa mãn Lâm Huyền sao? Lâm Di uống một hớp nước ô mai, làm sao nhắc nhở trịnh thất tiểu thư đây lâm huyền càng tỏ vẻ rụt rè khiêm tốn càng khiến nàng hoài nghi muội muội cần chú ý cách hành xử của người xung quanh nhiều hơn vừa nói nàng vừa đưa tay giúp trịnh thất tiểu thư chỉnh trang sức đeo bên hông bất kể là với ai muội luôn nên giữ lại một chút cảnh giác chuyện nhỏ khi nãy không nói nhưng chuyện lớn thì phải cẩn thận lưu ý tránh để bị thiệt bất kể là với ai trịnh thất tiểu thư ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt trịnh trọng của lâm di lâm di nói tiếp không hại người thì cũng nên biết đề phòng người trịnh thất tiểu thư như hiểu ý lâm di lục tỷ tỷ nói vậy ta mới nhớ lần trước ở phủ ninh bình hầu ta gặp trần tam tỷ tỷ có nhắc tới chuyện của trinh nương với tỷ ấy cho nên lâm uyển mới có dịp tặng hầu bao cho trịnh nhị thái thái và các vị tiểu thư đánh rất đúng trọng điểm trịnh thất tiểu thư trao mày ngẫm nghĩ được một lúc lại cười cũng có người từng nói như vậy với ta. Lâm Di bột miệng hỏi, sao cơ? Trịnh thất tiểu thư cười nói, thập cửu thúc cũng từng nói thế, không hại người thì cũng nên biết đề phòng người. Một chữ cũng không sai. Nghe nhắc đến thập cửu thúc, Lâm Di nhân tiện hỏi luôn, muội luôn gọi là thập cửu thúc, vị ấy là trưởng bối của trịnh gia sao? Trịnh thất tiểu thư cười nói, đương nhiên. Lâm Di đang chờ nghe nốt vế sau, Trịnh thất tiểu thư bỗng ngẩng đầu lên, mặt ngần tỏ te trong chốc lát rồi kêu lên, thập cửu thúc. Trường bào xanh nhạt dưới ánh nắng càng lộ rõ hoa văn khéo léo được thêu trên vải hơn, vóc dáng thon cao, tựa như một dòng suối đang chảy êm ả thì bỗng uốn lượn tạo nên phần eo gọn gàng, bên đai lưng đen bằng lụa có rắt túi thơm, miệng túi thơm được buộc lại bởi dây tua rua đỏ, màu sắc tươi tắn duy nhất này như điểm son góp phần thêm cho diện mạo xuất sắc của chàng trai. Thập cửu thúc, Lâm Di đứng dậy hành lễ. Bất kể là đã gặp bao nhiêu lần, nàng luôn khom lưng hành lễ chỉn chu. Đứng lên đi. Lâm Di ngẩng đầu lên, trước mặt chợt hiện ra một quả cầu bông. Chu cáo con bông xù mở to đôi mắt đen lấy nghiêng đầu nhìn nàng. Trịnh thập cửu thả lỏng các ngón tay, quả cầu bông kia liền rơi xuống tay nàng. Trịnh thập cửu mỉm cười, bất kể con vật có thông minh đến cỡ nào, chỉ cần tìm được nhược điểm của nó, nó sẽ thuộc về ngươi bất kể con vật có thông minh đến cỡ nào lâm di thoáng giật mình trịnh thập cửu nghe thấy lời nàng nói khi nãy trịnh thập cửu nhìn sang trịnh thất tiểu thư đứng bên cạnh đi lên hành lang trước đi ta có lời muốn nói với trần lục tiểu thư trịnh thất tiểu thư dẫn nha hoàn khoan thai đi tới hành lang lâm di muốn gọi cô nhóc lại mà không kịp thập cửu thúc như vậy không đúng phép tắc lâm di lui về phía sau hai bước đồng ninh Trịnh thập cửu gọi, dưới hiện lập tức có một gã sai vặt mặc áo xanh bước ra. Gã sai vặt khom lưng hành lễ, xung quanh không có ai khác. Sau đó chàng trai từ tốn cất giọng, ta không phải là người nhà họ trịnh, nhưng ta đúng là đứng thứ 19. Cô gọi ta thập cửu thúc cũng không có gì sai. Lời giải thích hờ hứng của đối phương hệt như một luồng điện xẹt qua óc lâm di, nàng quá kinh ngạc, chỉ cúi đầu đáp lại, cảm ơn thập cửu thúc. Ánh mắt nàng trong trẻo tĩnh lặng, nhưng lại thêm một tầng đề phòng so với ngày thường. Dưới ánh mặt trời, chàng trai nheo mắt chăm chú nhìn nàng. Lâm di mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hàng lông mi đen nhánh không hề mảy may lay động. Trần lão thái thái và trịnh lão phu nhân hẳn sắp nói chuyện xong rồi, mau trở về đi. Chàng trai điềm nhiên nói rồi xoay người đi. Lâm di khom lưng thật thấp, nhỏ giọng nói, vâng. Sau đó, Trịnh Thất tiểu thư tươi cười chạy từ hành lang ra, nhìn thấy Lâm Di sụ mặt, thì vẻ hiếu kỳ của cô nhóc lập tức tan biến, "Lục tỷ tỷ, tỷ giận à?" Lúc mấu chốt mà nói đi liền đi ngay, Trịnh Thất tiểu thư vội vàng giải thích, "Ta cho rằng thập cửu thúc tìm tỷ tì vì có đại sự, tỷ bị buộc phải về Phúc Ninh mà đúng không? Cứ hỏi thập cửu thúc, nhất định sẽ có biện pháp." Lâm Di vẫn không nói lời nào, Trịnh Thất tiểu thư bắt đầu luống cuống đừng giận mà, lần sau ta sẽ không tỉ cứ đánh ta cho hà giận đi ta. Trịnh thất tiểu thư vừa nói vừa thật sự bước lại gần cho Lâm Di đánh. Đối mặt với dáng vẻ trẻ con nũng nịu của trịnh thất tiểu thư, Lâm Di làm gì có thể giữ bộ mặt tức giận nữa. Huống chi trước đó cô nhóc còn vì nàng mà bị cấm túc vài ngày, chưa kể nếu đổi lại là người khác, bị thập cửu túc bảo vậy, 8 trên 10 phần cũng sẽ không do dự tránh đi chỗ khác thôi. Tùy hắn vừa nói vừa cười nhưng khí chất vi nghiêm khiến người ta không dám làm trái lời. chính vì vậy nàng mới luôn cho rằng thập cửu thúc là trưởng bối trong nhà của trịnh thất tiểu thư. nhìn vẻ mặt lâm di hơi thả lỏng, trịnh thất tiểu thư thường xuyên gây tai họa hiếm khi gợi ra được chủ đề hợp thời, nói cho tỷ biết một chuyện vui. chuyện cưới hỏi của ngũ tiểu thư ninh bình hầu sắp thất bại rồi, xem lần sau cô ta còn phách lối được nữa không. lâm di không lạ gì kiểu người của ngũ tiểu thư ninh bình hầu vị chu phu nhân miệng luôn mỉm cười kia mới là kẻ khiến người ta không thể xem thường. Rõ ràng biết hôn ước giữa hai nhà sắp thất bại mà vẫn có thể ngọt ngào với ngũ tiểu thư ninh bình hầu như con dâu nhà mình vậy. Tương lai ai làm dâu của chu phu nhân đúng là phải tính toán trăm bề. Cũng may chuyện này không liên quan gì tới nàng. Nàng chỉ là quần chúng đứng nhìn mà thôi. Lâm di lẳng lặng đưa chú cáo con trong lòng cho trịnh thất tiểu thư. Nuôi nó tử tế đừng để Trinh Nương bắt nó lột lông làm cổ áo đấy. Sau khi từ trịnh gia trở về, Lâm Di liền đi theo vào phòng Lão Thái Thái Chi Trường. Lão Thái Thái Chi Trường lần Phật Châu trong tay, qua mấy chục năm Thái Bình, bà già kia liền trở nên nhát như chuột. Trịnh Lão Phu Nhân không đồng ý sao? Lâm Di lo lắng hỏi, bá tổ mẫu đã nói hết chuyện của Ngô Gia rồi. Trịnh Lão Phu Nhân không chịu hỗ trợ, không biết làm sao mới đưa được bức thư này vào cung đây lão thái thái chi trưởng nói bà già kia tinh tường lắm ta không nói bà ấy cũng có thể đoán được từ đầu đến cuối còn không bằng cứ nói rõ ràng trước dù sao trịnh các lão ở trên triều cũng có nghe được tin về thành quốc công ta vốn tưởng bà ấy sẽ sảng khoái đồng ý ai ngờ bà ấy lại ra sức khước từ nói rằng nhà mẹ của thái hậu không dễ giao hào như mấy năm trước sợ nửa đường xảy ra sai lầm gì vậy phải làm sao đây chẳng lẽ bọn họ phải tự thân tìm đến châu gia lão thái thái vẫn lần phật châu ta vốn tưởng lần này phải tốn ít tâm tư thuyết phục ai ngờ bà già kia lại ra điều kiện chúng ta đáp ứng thì mới giúp thì ra trịnh lão phu nhân nhận lời giúp lầm gì bỗng nghĩ đến lời thập cửu thúc nói trước khi đi trịnh lão phu nhân đột ngột đồng ý có liên quan gì đến thập cửu thúc không nhỉ tháng sau trịnh lão phu nhân sẽ đưa bái thiếp đến châu gia ta sẽ đi cùng bà ấy Lâm Di lấy lại tinh thần, bá tổ mẫu ra tay chưa bao giờ thất bại. Lão Thái Thái cố ý nhăn mặt, chưa hẳn nói không chừng Châu gia không chịu đi chuyến này. Lâm Di cầm ấm trà trên bàn rót cho lão Thái Thái một chén. Sao Châu gia lại không chịu chứ? Giao thư cho bọn họ, đối với bọn họ mà nói chỉ có lợi chứ không có hại, coi như về sau bị thành quốc công biết được, Châu gia cũng có thể đổ lỗi hết cho Trịnh gia và Trần gia đối phó với trịnh gia và trần gia hay đối phó với nhà ngoại của Thái Hậu, thành quốc công đương nhiên biết bên nào dễ xử hơn. Mệt nhọc cả ngày, lão thái thái chi trường nằm xuống nghỉ ngơi, lâm di ngồi bên giường thiêu thùa. Cách tấm rèm mỏng, lão thái thái chi trường nhìn lâm di ngồi trên giường. Lục nha đầu mới 13 tuổi nhưng đã là một viên ngọc thô, trải qua mài rũa của thời gian nhất định sẽ trở thành một viên ngọc sáng. Nếu không phải bản thân đã qua lớn tuổi, bà thật sự muốn chứng kiến con bé thành gia lập thất rồi sinh con đẻ cái hôm nay trịnh lão phu nhân nói một câu khiến bà giật nảy người bà già kia đồng ý cùng bà đến châu gia làm thuyết khách xong lại đột nhiên nhắc tới hai chữ thông gia bà còn tưởng bà ấy vừa ý lâm di ai ngờ bà ấy lại tự biết mình biết ta buồn bã nói cần ca nhà chúng ta tuy tốt nhưng lại bị quận chúa nuông chiều hơi quá văn võ đều không thảo nhà bà hẳn trướng mắt đó là tất nhiên lúc chọn kết thân với viên gia bà không chỉ nhìn tới gia cảnh của họ gia cảnh dẫu quan trọng song hậu bối không chịu cầu tiến cũng uổng công huống chi có mẹ chồng là quận chúa ngáng ở trên đầu con dâu có khổ cũng không dám nói trịnh lão phu nhân còn nói hai đứa do nhị thái thái sinh ra chắc bà càng không thích hơn nhà chúng ta không được nhưng bên trên còn có tôn thất quý tộc bà không có suy nghĩ gì hết sao mắt trịnh lão phu nhân sáng ngời, tương lai lập được công, tước vị đương nhiên sẽ được trả lại cho nhà bà. Lúc đó bà nhận tam lão ra làm con thừa tử, chẳng phải lục nha đầu liền trở thành đích nữ hầu môn ư. Trịnh lão phu nhân và bà chơi thân từ nhỏ, đã qua rõ tình hình của nhau. Trinh lão phu nhân sẽ chẳng vô cớ nói mấy lời như vậy. Nhưng bà thăm dò mãi mà bà già kia vẫn không chịu mở miệng. Chẳng lẽ thật sự có tôn thất để mắt đến lục nha đầu sao? phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn